Bạn sẽ tăng ai vào video này? Mày mà dám lén phén nhắn tin với gái là tao xiên hai đứa bay luôn á. Liệu hồn đó. Mãi yêu à. Giới trẻ hiện nay dùng mạng xã hội kiểu bố mẹ còng lưng ra đi làm để mua cho con được cái điện thoại để liên lạc. Thế mà lên mạng mở lốc hết cả dòng họ lẫn hàng xóm. Bạn sẽ gửi video này cho ai? Ngắm em, ngắm cả một trời, yêu em, yêu cả một đời thanh xuân. Con trai và con gái hiện nhau hiện nay. Bọn con trai mở mồm là tương lai. Thế bọn con gái bọn tao là tương ớt à? Thế bọn gái mở mồm ra là thanh xuân, thế bọn con trai là thăng long. Thanh Lý, Thanh Hoa, Thanh Tuấn. Bạn sẽ gửi video này cho ai? Muốn tặng em món quà lịch sự nhưng sợ em đụng vào bụng bự nên thôi. Bạn sẽ gửi video này cho ai? Em yêu anh là rất hợp lý, rước em về hai đứa mình hú hí với em. Anh nói là anh yêu tôi vậy, anh biết thế nào là tình yêu không? Tình yêu là sự rung động của bốn chân dương và sự trần truồng của hai cá thể. Con trai bây giờ cô gái toàn nghĩ tới chuyện lên giường thôi. Cô gái tụi em thì khác, phòng bếp, phòng khách, phòng tắm, ban công em đều có thể. Bạn sẽ gửi video này cho ai? Thích em nhưng ngại tỏ tình để em sinh vụng rồi mình tính sau. Con gái ngày xưa và con gái thời nay khác nhau như thế nào? Con gái ngày xưa ấy thì nấu ăn giỏi hơn mẹ. Con gái thời nay nhá, uống bia uống rượu giỏi hơn bố. Những cách phản đam cực gắt mà bạn cần phải biết. Đàn ông các anh, thằng nào cũng như nhau. Thế sao lúc kiếm người yêu em lại lựa chọn? Bạn này mày làm như nào đấy? Mày đoán xem. À thôi được rồi, tao biết cách làm rồi. Như nào? Mày đoán xem. Được, bạn là nhất nhá, bạn là nhất, nhất bạn rồi, không ai hơn bạn. Chứ chả lẽ tao lại ngang hàng với con lại mày. Cách trả lời câu hỏi của những đứa con trai mình không ưa. Rất vui được làm quen với em. Chắc vui. Em độc thân hả? Đúng rồi, độc toàn thân á. What the... Sinh nhật em ngày mấy vậy? Ngày 32. Nhà em ở đâu? Trên trái đất. What the... Ngày mai mời em đi ăn cơm nha. Xin lỗi nha, mai không đói.